chính chúng ta thấy là album Hoàng, khi mà Hoàng Thị Linh kết hợp cùng với lại bộ ba nhạc sĩ trẻ Vtop ra mắt thành công vang dội, Linh em nhận được sự yêu thích và sự tán thưởng của rất nhiều những chuyên gia âm nhạc, những bạn bè nghệ sĩ và cả khán giả nữa. Thì thông thường nó sau một cái thành công âm nhạc như vậy thì mình phải thừa thắng xong lên ra sản phẩm tiếp, nhưng mà lý do là sao mà tự nhiên cái chọn làm vai chính của một bộ phim mà còn là phim kinh dị nữa, cái động lực nào mang em đến với lại bộ phim này? Thấy anh Huy đang cầm video lên, em cảm giác anh Huy đang muốn trả lời câu hỏi. Anh nghĩ vậy, mình tính nói thôi là xong, thường thường làm xong âm nhạc và hit là phải đi kiếm tiền. Đúng rồi, bù lại hả? Một trong những cái bộ môn nghệ thuật mà Thùy Linh đã gắn bó và có duyên nợ từ rất lâu rồi. Và ngay kể cả khi mình đào tạo trong trường thì mình cũng đào tạo những cái công việc nó liên quan đến phim ảnh, thì cái nỗi nhớ điện ảnh trong mình nó đúc náu hàng ngày à. Và ngay kể cả những cái music video âm nhạc thì anh cũng thấy rằng là Linh đều rất là cố gắng mang một cái câu chuyện, một cái tình tiết hay là một cái tư tưởng, lý tưởng nào đấy của mình vào trong đó. Thì nó cũng xuất phát từ những cái năm tháng mà mài rũa ở trong trường sân khấu điện ảnh. Thì khi mà gặp anh Huy và anh Hiệp thì đây là những người có thể gọi rằng là chung lý tưởng với Linh. Bởi vì bản thân Linh luôn chọn những người đồng đội mà trước hết là phải hiểu nhau và hợp nhau đã, rồi sau đấy mới ngồi với nhau xem là chúng mình làm cái gì để tốt cho chính mình và tốt cho thị trường. Thì lúc đấy khi mà gặp được hai ông anh vừa khó tính lại vừa thích làm những việc khó như thế này thì đúng là bạn mình rồi. Thì đó, như vậy nhưng đây cũng là một thử thách của Linh, và Linh mong rằng là sau âm nhạc hay điện ảnh thì thực ra nó vẫn là hai cái phạm trù rạch ròi khác nhau. Và Linh biết rằng là khi mà chiến đấu cho âm nhạc rất nhiều năm như vậy, với sự nung nấu điện ảnh cho Linh nó đã được ấp ủ từ rất lâu như vậy, thì hy vọng rằng là quý vị sẽ ủng hộ cho Trái Tim Quái Vật. Bởi vì đây là một tâm sức không chỉ của riêng Hoàng Thùy Linh mà còn của cả một ekip rất là đông. Và Linh nghĩ rằng là ai cũng mong chờ những cái tín hiệu tốt trong điện ảnh vào thời điểm này. Cảm ơn Linh vì những chia sẻ vừa rồi. Thật ra thì nếu mà để hỏi Linh thì tôi sẽ còn nhiều câu lắm, nhưng mà tôi sẽ dành lại cho các anh chị phóng viên. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại diễn viên Hứa Thị Phan. Anh Văn, hồi nãy lúc mà anh bước vào trong đây á, em thấy anh ngồi đây thì em có giới thiệu anh là diễn viên gạo cội được mọi người rất là yêu mến Hứa Thị Phan. Thì bên dưới á, có một cái anh nói anh gọi với lên với anh Văn, hỏi là anh Văn, anh nghe từ gạo cội anh buồn không? Dạ, nhưng mà em nghĩ làm sao buồn được mọi người. Một cái quá trình mình làm và bây giờ mình gặt hái được thành công, mình mới có được cái chữ gạo cội thì em nghĩ nên tự hào. Bây giờ em giới thiệu anh Văn là diễn viên trẻ nó cũng kỳ. Dạ, nhưng mà trong cái bộ phim này anh là một diễn viên đã có rất nhiều kinh nghiệm rồi, mà đóng cùng với lại hai bạn diễn viên trẻ, thì cái trải nghiệm này nó như thế nào, anh chia sẻ với lại mọi người được không ạ? Lý do vì sao mà anh nhận vai này thì em nhận xét một chút được không? Bởi vì lúc nãy em ngồi phía dưới kia thì em cũng là lần đầu tiên xem cái chương trình này thôi. Và em vẫn phải quay sang bảo anh Văn đẹp trai quá. Ôi, buôn đời rồi. Tại sao vậy, cái bụng to như thế mà vẫn đẹp trai là sao? Em đi rất là ngại đứng cạnh anh Văn vì sợ không thắng sắc em. Dạ, hơn tôi một tuổi. Mà đứng dưới luôn không được. Dạ, xin mời anh Văn. Em hỏi gì vậy? Em hỏi anh đó là cái trải nghiệm của anh khi đóng với là diễn viên trẻ như thế nào? Lý do vì sao anh đến với lại bộ phim này nhận lời tham gia? Nói chung là tự mình lo liệu thôi, chứ giờ phim này vai khó quá, mình không phải là mình giúp đỡ các bạn trẻ đây được. Tự mình lo liệu thôi, anh lo chứ anh chưa xong nữa. Cái vai này một cái vai ca khó vô cùng, bởi vì suốt anh nghĩ là được hơn 2 thập kỷ ở điện ảnh Việt Nam chưa có vai diễn nào của vai như vậy. Văn không thể nào nghiên cứu được và cũng không thể nào mà suy nghĩ để làm sao đóng cái vai này được, khi mà giam cái vai ca khó như vậy. Thực sự là Văn Huy Nguyên Bộ là thì cũng rất là ác, bởi vì ngày nào vào phim hóa trang cũng 3 tiếng. Giờ lỡ nhận kiếp động giờ nợ lập đâu không có trẻ mà hay quá. Nói chung là vai này thì nếu mà kể khổ thì kể từ đây đến khi mà phim ra mắt cũng kể không hết được, đến hôm nay vẫn còn phải làm việc cũng chưa xong. Thì một cái vai diễn mà Văn phải suy nghĩ nát óc khi mà lên hiện trường, Văn cũng không muốn tiếp xúc với dàn diễn viên nhiều, bởi vì mình phải giữ cái tâm trạng của nhân vật, bởi vì cái vai này nhập vai rất là khó. Nếu mà sai tí là mình trở về hướng đi Văn liền, nên ra là khó lắm. Phải đóng tay đôi với lại chú Trung Dân nữa, nên ra là hầu như là khi mà lên phim trường là đầu óc căng thẳng, người căng cứng hết để mà hóa thân
cái một vai diễn rất là khó, với Văn không có thể tiết lộ nhiều được, nhưng mà hy vọng là chàng thơ đi, chàng thơ không, mà anh không thấy khó nha, chứ xin dễ coi nha. Thế thì không có câu 10 chữ khó hay không anh kia quá không anh, nhưng mà anh nói kiểu vậy mọi người mới nôn nóng chứ coi anh tăng là sao không chứ. Đúng rồi. Vai vai bạn khó thôi, thực sự là một cái vai mình phải đóng một cái vai mà U60 là khó vô cùng để diễn sâu. Cũng gần tới mà. Hóa trang rồi keo, ngày nào cũng lên hóa trang rồi keo, tóc mặt mày đủ. Đến có một cái buổi mà khi mà quay đến gần 6 giờ sáng đi về, xong không kịp tẩy trang, không kịp hóa trang luôn, về ở nhà chung cư không cho vô luôn, tưởng là người lạ. Đó. Thế em mới nhớ rằng là cái phim này hầu như là toàn cảnh quay đêm, nữa là mọi người sẽ chỉ được về ngủ vài tiếng. Và sau đó lại on set cho đến 6-7 giờ sáng khi nào ánh nắng mới được về. Ngoài vấn đề quay đêm ấy, thì cá nhân phim này tất cả mọi người đều làm xấu đi, mỗi chị là đẹp nhất. Đúng, mỗi chị. Nhìn ngay cái lúc mà cảnh này thường thường là mọi người nhìn cái poster đấy cũng cực kỳ đẹp. Rồi, bây giờ là bây giờ một cái câu hỏi dành cho em. Thường thường thì bây giờ mọi người thấy là đang được đóng mát những cái vai mà gọi là thư sinh lãng tử, mà thư sinh mà lãng tử mà kiểu giết người troll là ở nước ngoài làm nhiều lắm, những cái da mà bệnh bệnh đó nhiều lắm. Thế thì cái hình ảnh của em trong bộ phim này như thế nào? Thực ra thì đây là lần đầu tiên mà em có thể trải nghiệm một cái cảm giác gọi là đóng một cái vai khác hẳn tất cả những vai diễn trước đây của mình. Trong vai diễn này thì bình thường các vai khác là đến tất cả mặt đẹp này, nâng cấp đẹp này, nói chung là sắm cho những cái gì đẹp nhất lên người. Còn phim này bây giờ đúng không? Còn phim này thì đến việc đầu tiên là phải xịt da cho tối đi, có nghĩa là do da trắng quá không hợp, từ lâu lao động bắt đầu phải xịt hết da từ mặt xuống tay xuống chân, chỗ nào hở là phải xịt hết cho nó tối đi, cho nó giống thật lâu lao động hơn. Xong rồi để râu ria lởm chởm, rồi mặt mũi đất cát, nói chung là cái quá trình làm bộ phim này là một quá trình gọi là một trải nghiệm em nhớ nhất trong cái cuộc đời từ trước giờ của em, và em chưa được trải qua cả. Vâng, đến giờ Văn cũng chia sẻ một điều Văn rất sợ đóng phim cùng với Bê Trường. Bởi vì đây một cái diễn viên mà lên set quay rồi xong rồi nói một câu với Văn: anh ơi, em đánh thiệt không? Em đánh giả không được. Mà cầm cái cục gạch thế này nè, xong bảo anh cho em đánh thiệt nha. Không, giờ em hiểu là sao Văn khó nè. Đã vừa làm già mà còn bị đánh nữa, mà em nó còn đánh thiệt nữa. Tại vì thật ra thì cả bên nước ngoài cũng vậy, có những cái cảnh mà hay diễn viên tất cả mọi người đều một cái chân thật nhất ấy, thì mọi người cố gắng bảo làm thật nhất có thể. Thì nếu mà mọi người đã từng xem gọi là phim Birdman, cũng có một cái đoạn trên vở kịch, có một cái chàng trai và bạn ấy đóng cảnh của cô gái, bạn bảo hư lạc trong khi số cảm xúc. Xong rồi nói chung có rất nhiều xung đột và cuối cùng đánh như thật luôn vậy nè. Rồi rốt cuộc là thật hay không anh? Rồi, mọi người nói xong cái khổ cái khó này giống như hiệp này đạo diễn mấy vật chứ. nhưng mà đóng thật thì nếu mọi người xem mà thấy thật thì mọi người thấy thú vị đúng là bạn cũng không, anh Văn rất ở đây anh Văn không, nhưng mà anh Văn vẫn ở đây, nhưng mà sẽ không đấu phim với em nữa đâu, đặc biệt phim nào có hành động tại vì tổn thương nhiều quá. Nhưng mà em chưa biết khán giả như nào, nhưng mà em nghĩ là diễn viên đã ám ảnh rất là nhiều. Tại vì là khi mà em đi nhận đặc biệt bản của phim này thì trước đấy các anh đã bảo là phải đọc nhiều vụ án và lên trên báo, rồi đọc rất nhiều những cái vụ án đã xảy ra ở xã hội vào thời điểm đấy, và trước đấy nữa, những vụ án kinh dị, những vụ án mà gọi là về đời sống xã hội đấy. Bởi vì những cái điều đó nó sẽ cho mình rất nhiều kinh nghiệm về và cái cảm xúc, rồi là mình sẽ đứng dưới rất nhiều góc độ, bởi vì ở trên đấy nó có cả những tinh thần, cả fake news, thì mình cũng phải phân tích xem là như thế nào, và khán giả ở trong bộ phim này cũng sẽ phải phân tích như vậy đấy. Mà dễ dễ thôi đúng không anh, không thôi khó quá. Thế là trong phim này thì em không dùng từ khó. Thực ra thì cái nhân vật ở đây nó không có giống như là những cái nhân vật phim khác mà từng làm, tại vì tất cả những vật ở đây đều là những nghi phạm. Mình phải tìm hiểu làm sao để mình có cái tâm lý như một cái người nghi phạm, một cái hung thủ đó, thì mình phải hóa thân, mình phải hiểu cái nhân vật đó, mà mình làm sao mình hiểu được cái tâm lý của một cái nghi phạm, của hung thủ thì rất là khó. Đúng rồi. Tại sao họ lại bỏ trốn, tại sao họ lại đầu thú, hay là tại sao họ lại dây dứt như thế nào, và họ lại có thể hối hận nữa. Nghĩa là có rất nhiều những cảm xúc ở trong cái câu chuyện đấy, và mỗi một người tội phạm thì họ lại đều có những cái hoàn cảnh éo le nữa. Rồi, nhưng mà nói chung nãy giờ khi tôi hỏi con câu thôi, diễn viên trả lời quá trời luôn. Thì bên cạnh việc than khổ thì sống khổ, bây giờ đang sướng kể lại nè. Và sẽ sướng hơn khi bộ phim này được mấy trăm tỷ, người sướng nhất ngoài cùng. Ok, bây giờ thì Tuấn dành câu hỏi cho
tất cả các anh cùng nói là em nhìn trẻ quá, không có thắng mẹ. Bây giờ câu này khó lắm, cho Linh 3 phút suy nghĩ đi, 3 giây suy nghĩ. Suy nghĩ ha. Rồi bây giờ... Và trong khi em suy nghĩ thì anh sẽ chào đón lên đây một nhân vật đã có mặt rồi. Thưa quý vị. Ok. Thì Kim rất là tận tình, bây giờ mình mời anh ở đây mình nói chuyện. Trong phim này cũng giới thiệu là Dustin, một ngôi sao hết thời. Bây giờ xin mời ngôi sao đang thời đóng vai là Dustin, đó chính là anh Trịnh Thanh Bình lên sân khấu. Xin mời anh một tràng pháo tay. Thưa quý vị, nguyên nhân đến giờ này anh mới có mặt bởi vì anh đã on set phim đến thời điểm hiện tại là 40 tiếng và bây giờ vẫn chưa ngủ. Dạ, anh có cần ngủ chút xíu lên một bớt không anh? À chắc không, dạ, em mời anh Bình thôi. Rồi, chắc là nhờ mình chào mọi người. Đầu tiên chúng ta cho phép một nữa về cái tổ chức của các chị thì mình cũng xin lỗi tại vì hôm nay là cái buổi mà chẳng lẽ là em phải có mặt rất là sớm, mà cái này là thật sự là mình cũng nó cũng nằm ở dự tính là khoảng tầm 45 tiếng em chưa được ngủ, em 2 ngày em chưa có được ngủ và em mới vừa từ set quay vừa mới vừa rác ra mới kia chạy quay đường luôn và cảm thấy rất là có lỗi với lại nhà sản xuất cũng như là anh này, tại vì hơn hết thì mình hiểu được là cái tâm huyết của anh này ở trong dự án như thế nào và mình cũng hiểu được là cái đoàn phim này họ đã có nhiều cái ngày ngoại thức làm nhiều hơn mình trong 40 tiếng hơn tiếng qua nên là không biết nói gì hơn thì một lời xin lỗi của em dành cho anh Huy với lại anh Nhiệt như các bạn cũng như là xin lỗi mọi người và hy vọng là cái sự xuất hiện trẻ của em hôm nay nổi đến cái buổi showcase ngày hôm nay của mình. Cảm ơn nhiều. Vậy là ông tha đó. Dạ. Bây giờ thì Linh suy nghĩ ra chưa? Suy nghĩ ra chưa? Trước tiên là em cảm ơn anh ạ. Tại vì lúc mà em cũng phải chia sẻ như thế này là lúc mà khi mà Linh nhận được kịch bản phim này thì em mới nhớ cái lời của mẹ Linh nói rằng là mày mà không chịu đóng phim sau này mày chỉ đóng làm mẹ người ta thôi. Thì chưa gì mà cái khi mà em nhận một kịch bản mới là phim điện ảnh thứ hai của em thôi mà anh Nghiệp đã muốn em làm mẹ rồi thì em mới nghĩ lại cái quãng hành trình của em mà em không biết là em đóng góp được gì với điện ảnh chưa. Và chưa gì em đã phải đóng làm mẹ rồi mà lại mẹ đơn thân. Rồi thì em mới đọc kịch bản thì thực ra đây là một vai Linh nghĩ là thử thách với Linh. Tại vì Linh không muốn nói quá nhiều về các tình tiết bởi vì thực ra là không được phép. Nhưng mà khi mà cái cô nhân vào trong này cô ấy có một cái đời sống khác lên cái tầng lớp xã hội mà sinh ra mọi thứ cũng khác lên nên chúng tôi có rất nhiều những cái khác và nhưng mà trong đó thì cũng có rất nhiều những cái sự lạc quan giống như Linh đã từng và cho đến bây giờ vẫn tiếp tục được bởi vì sự lạc quan của mình thì đấy Linh chỉ nói là như vậy thôi mà khi Linh tìm được sự đồng cảm cộng thêm những cái mà bởi vì một người diễn viên thì chắc chắn là phải thích hóa thân với nhân vật rồi và được sống trong những cái môi trường mà khác với cuộc đời của mình thì lại càng thú vị thì khi nhận được vai này thì thấy nó khác với những kịch bản mà mình đã từ chối. Thực ra trước phim này mình lại từ chối rất nhiều kịch bản thì khi mà nhận được cái vai này thì mình thấy là mình muốn được hóa thân, mình muốn được thử thách mình và nếu mà ai theo dõi con đường sự nghiệp của mình thì Linh thì sẽ hiểu biết rằng là chắc Linh không làm những thứ dễ. Bởi vì những không phải là Linh tự mãn hay gì cả mà chỉ là cái sở thích của Linh thôi. Cái sở thích của Linh là như vậy và Linh mong muốn được thử thách bản thân. Vậy thôi thì đây cũng là một lần thử thách bản thân và hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ đến giả để xem cô Linh cô thử thách lần này sẽ khác với âm nhạc như thế nào. Cũng phải theo dõi Linh từ quay phim là không có được ngủ nhiều rồi, chỉ được ngủ vào buổi sáng và ngủ vài tiếng thôi, xong rồi phải on set từ lúc mà trời mặt trời còn đang ở đấy để pick up này rồi là để laptop này rồi để mà chuẩn bị tâm lý chuẩn bị gặp diễn viên rồi cái anh nghiệp rất kỹ ở những cái công đoạn cho các diễn viên tiếp xúc với nhau và tập tành và các thứ thì ý là nói là anh trẻ tự nhiên đúng không, không biết cấp thì nó phải chịu vậy thôi đúng không? Không phải. nhưng mà chính vì thế nên khi anh ấy nói như vậy em rất là mừng tại vì lúc đầu em rất là lo. Em bảo là thôi chết rồi, bây giờ show chậu của mình là bởi vì là cái gương mặt này kia mà giờ lên phim xấu quá để ai mời show. Nhưng mà đấy là cái mâu thuẫn của một người vừa đi hát vừa làm điện ảnh. Đúng. Vừa làm diễn viên nhưng mà khi mà tập trung lại rồi em mới biết là
diễn viên là phải như thế, phải lăn lộn như thế. Còn may mắn cho em là lên thì em vẫn trộm vía như vậy, thì chắc là mọi người xem phim thì sẽ thấy diện rõ hơn, kỹ hơn. Thật ra thì nãy một số cái hình ảnh trong bộ phim được chia sẻ và mọi người thật ra tôi thấy hình ảnh của Linh đúng là trẻ thật, nhưng mà khi đứng cạnh đứa con thì nó cũng hợp, hoàn hợp lắm. Dạ, nhưng mà mình cần thêm thì mình sẽ xem phim mọi người nhé. 20 tháng 11. Hồi nãy Linh nói là cái khó của cái người diễn viên là vừa làm ca sĩ vừa làm diễn viên, nhưng thưa em cũng khó bằng cái người ngoài cùng đâu. Vừa là ca sĩ, vừa là nhạc sĩ, vừa là nhà sản xuất, producer và giám đốc công ty, rồi giờ thành diễn viên nữa. Bình ơi, lý do gì mình đứng lại bộ phim này và nhận một cái vai vai thứ trong cái bộ phim mà gọi là nó gây cứng, nó cam go để sau thành công bộ phim đầu tiên của mình? Dạ, thì cái lý do là tại vì anh Huy á, thì anh lo anh Huy hay nói giỡn với em đó. Thì bữa đó anh Huy gọi qua nói chuyện, anh nói là mới coi phim của em thấy ok á, giờ mà nói phim nha. Anh nói giỡn hoài, anh giỡn em hoài, lo hay nói đồ mà kiểu xong anh không, anh nói thiệt. Anh mời qua gặp mặt cái em cũng nói thiệt hả, thì mình cứ qua. Thì lúc đầu thì mình, tại vì kiểu mà chờ đợi mười mấy năm mới được đóng bộ phim mà đóng được vai chính mà cũng vừa ra mắt cũng được mọi người ủng hộ nhiều, thì kiểu cái nương nó có. Xong rồi qua cái anh Hiệp nói là phim này vậy này, cái vai phan xí anh, cái vai này là vai phụ anh. Này mới đúng rồi, cái mới hoài đóng không, nói đóng vai chính đóng đúng không, không có vai phụ đâu. Em nói thiệt, chúng ta nói anh Hiệp vậy luôn. Mà cái mình thấy rõ ràng là có nghĩa là trước khi mà nói ví dụ như chính giai phụ em, thì em ngồi em nói về cái kịch bản và nói về những cái đó, thì em nhìn trong ánh mắt của anh Hiệp là một cái sự gọi là, tại vì bản thân mình cũng có những cái ước mơ của mình, thì mình thấy được là đây là một người, người ta dồn hết tâm sức của người ta vào một cái dự án, là người ta kể với mình là một cái nhiệt huyết của người ta. Thì khi mà mình mới nói xong anh hồi vậy hả, mà anh ở vậy mà cái mặt anh sụ xuống, xong rồi cái mình cũng thấy tự nhiên mình thấy xong tự nhiên có vẻ là cái lời từ, tại vì đối với em là một nhà đạo diễn thì người ta sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn diễn viên, nhưng mà khi mình nói đó thì anh sụ xuống, anh cái kiểu anh buồn á. Xong em mới cảm thấy là có thể là anh thích mình thiệt, anh thích mình thiệt thì anh mới vậy. Như anh xem xong cái phim của em đóng chính là anh mê luôn, anh về nói anh mê luôn. Dạ hay quá, mình học anh phải thuyết mình về cho em đó. Thì xong rồi thì mình bị, có như là mình bị cái cảm xúc đó, mình làm mình hơi một nhịp rồi. Xong cái anh Huy thì chiêu anh Huy là hay tẩy não lắm. Bình như là anh nói nghe, vô ngồi nói hồi xong cái tự nhiên không hiểu sao nhận lời anh biết luôn. Anh vô nói gì nói quá vậy, nói này nọ, anh ngồi nói này nói kia không mình. Mọi người đòi giá cao đó. Nhưng mà thì sao? Mọi chuyện là ánh sáng. Không, nhưng mà thật ra một cái điều mà anh Huy anh nói mà mình thuyết phục nhất á, là anh nói Bình, em đang đóng phim này là đóng phim cine, thì rõ ràng là đúng là mình cảm giác được liền. Tại vì rõ ràng là nếu mà mình nói là những cái phim điện ảnh mình đã rạp á thì người Việt Nam mình cũng nhiều, nhưng mà đúng như mình nói là phim cine thì rõ ràng là mình thấy được, và rõ ràng mọi người cũng thấy hôm nay là những hình ảnh, những cái poster thì rõ ràng là rất là cine, và mình cảm thấy là tại sao mình không chịu kệ nó, lúc mà ít hay nhiều được, nhưng mà ở một cái tác phẩm mà được chỉnh chu và được đầu tư như vậy thì có mình, thì sau này mình cũng có cái để mình kể con cháu, để mình là quen để mình tăng giá. Cái tiền vàng cũng không thể ở đây đâu. Ok, dạ. Như vậy thì qua câu chuyện của mình thấy một cái điều rằng là bên cạnh diễn viên biết diễn xuất thì đạo diễn và nhà sản xuất cũng phải biết diễn để dụ diễn viên vô vai diễn. Một cái câu hỏi nữa tới Bình đi ạ. Thật ra là Bình là một trong những người mà bị nhan sắc nhất mà trong những nghệ sĩ và lúc thường khác. Lúc nào mới đẹp, không đẹp cũng được, đúng không? Tự nhận mình đẹp đó mà, đúng không? Thì trong cái bộ phim này nãy giờ mấy anh chị ở đây là ngồi than khóc cái chuyện là mình phải hóa trang, mình cực khổ, đủ điều hết. Bình trong phim này có đẹp không? Em là minh chứng thời trang cho phim anh. Ok. Dạ. Là coi như là anh Hiệp từ đầu Hiệp hết Bình ở phim này là mọi người là lội sình, lội xong. Có một mình em là ngôi sao mặc đồ đẹp mà, cho nên nghe đâu nó cũng khoái. Với lại một cái phần nữa là kiểu mà tại vì tính cách của em nó cũng bị sợ dơ á, cho nên là nếu mà cho em đóng bữa mình ngồi, tại vì sau cái những cảnh quay mình thấy lê mình nó đội hên quá, cái bữa mà mình tham mê chính mà đóng cái này chắc
chết không chịu nổi. Và đúng là cái phim thì tính ra là trong tất cả các diễn viên là em là người sướng nhất, tại vì được ăn mặc đẹp, được gọi là nói chung là xuất hiện nó cũng ngon lành, nó không có bị mà sình bùng như là mấy anh em, rồi không có lăn lộn bùn đất rồi này nọ nhiều như mọi người, cho nên là nó cũng đỡ. Tại vì là không được hóa trang phải không? Dạ. Không mà trang phục của mình là tốn tiền nhất còn xin đấy. Có nhiều cái đồ khó đến mức mà stylist họ không kiếm được, nhưng phải nhờ anh cùng của hóa trang. Nhưng mà có nhiều hôm là em thấy là bị tâm sự là anh đến hóa trang chán chê luôn, anh nhờ anh bắt theo khẩu trang lại. Có nhiều đó luôn, có nghĩa là mình thì mấy chút đã đời luôn không? Dạ, mình thì mình cũng kiểu có nghĩa là vậy không, anh Hiệp ảnh cũng tinh tế đó, anh cũng không có kiểu mà đầy nước lạnh mình đâu. Có nghĩa là bữa đó là nói là ở on set nha, chuẩn bị nha, cái make up làm tóc chuẩn bị đọt đẹp, xong xuống đưa cho đạo diễn coi. Anh Hiệp nói ừ đẹp mình ơi, nhưng mà anh nói nghe nè, mình đổi cái nón vô thử coi, anh thấy cái này mình đổi nón hợp nè. Cái mình cũng dạ ờ ok, mình thì mình cũng ấy mà được khen cái đổi cái nón xuống. Cái Hiệp nói ừ mình vô đẹp ê mà mình anh nghĩ đem cái khẩu trang nó ok. Là coi như là ok luôn. Nói chung là đoàn này cũng nói chung là từ nhà sản xuất tới đạo diễn ai cũng không bình thường, nói chung là cũng biết dụ lắm. Ok, từng bước một chứ không có ào ào. Thì chỉ với hai câu hỏi thôi mà chúng ta rút ra được một điều rất là quan trọng đối với Trịnh Thanh Bình, và đây cũng là một cái lời tuyên ngôn dành cho những ai mà có nhu cầu mời Trịnh Thanh Bình đóng vai chính. Một, đẹp. Hai, phải đóng vai mà sạch, không được đóng cái cảnh gì dơ. Ba, giá cao. Ok, xin mời câu hỏi của một anh chị nào đó bên dưới giúp em, ai có câu hỏi giơ tay lên giúp em ạ.